Hiếu thứ hai, hay chắc là hay nói có một cái câu là anh mà là hiếu thứ hai thì ai là thứ nhất? Mà mình có Minh Beta rồi, Minh Beta sau lại nói hay như vậy thì làm gì có ai là Minh Alpha đúng không? Nhưng mà có một Minh thứ ba đang đứng ở đây. Và cái lời đầu tiên mình cảm ơn sự chào đón của tất cả mọi người. Thì đây là giới thiệu về mình một chút. Đây là cái định danh mà Thuỳ Minh hay dùng để miêu tả bản thân mình. Cái thứ tự này có thể thay đổi. Trước mặt các bạn, mình có thể là nhà sáng tạo nội dung, mình có thể là giám đốc nội dung của Vietcetera. Ở nhà thì mình là một bà mẹ. Và ước mơ của mình là trở thành một cái tác giả sách, có thể ra một cái cuốn sách để đời. Nếu mà được như cái bài Việt Nam ơi của mình với ta thì càng tốt. Và hôm nay cái chủ đề mà mình sẽ nói làm thế nào để phớt lờ người khác. Khi mình nhận được một cái chủ đề là Dauntless, tức là cái sự dũng cảm, thì Thuỳ Minh cũng nghĩ rất là nhiều. Cuối cùng thì cái sự dũng cảm nó đến từ đâu? Có lẽ đầu tiên là mình hãy phải học cách phớt lờ người khác. Nhưng bây giờ mình sẽ quay lại lịch sử. Là cái sự từ lúc mình còn bé, cái chủ đề mà Vietcetera có một bài báo thì mình rất là thích. Cái bài báo này tên là Vì sao chúng ta lại thấy cái gì đấy dễ thương. Mọi người có thấy là mình nhìn một con mèo con, một con chó con, một em bé vừa rồi có diễn giả của chúng ta có hình em bé rất là đáng yêu. Thế thì chúng ta có hỏi là tại sao chúng ta thấy những cái gì nó dễ thương? Mình có thể xem hàng trăm những cái video, mình không thể ngừng lại cái cảm giác là mình share một cái video dễ thương. Bởi vì đơn giản, nếu mà chúng ta track lại trong lịch sử loài người, ở cái thời tiền sử, thì chúng ta sống bầy đàn trong hang động, thiên nhiên là cái gì đó quá rất lớn. Và một trong những khả năng sống còn yêu cầu con người, đấy là phải sinh em bé. Nhưng mà sinh em bé, đây có vài bà mẹ ở đây mình sẽ hiểu, em bé là rất là khó nuôi. Bởi vì là nếu như các cái động vật khác ra khỏi bụng mẹ, một con kangaroo, một con chuột túi đã có thể nhảy rồi, nhưng mà em bé của mình đến đợi đến 9 tháng, chính các bạn đợi 9 tháng mới có thể biết bắt đầu bò và đi. Nuôi em bé là một hành trình cực kỳ vất vả, nhưng mà loài người phải sinh em bé. Thế thì một trong những cái khả năng mà não bộ của chúng ta đã học cách tiến hóa, đấy là sẽ lập trình ra một danh sách những cái điều đáng yêu mà em bé thì vừa khích vào đấy. Các cái dấu hiệu kích hoạt những cái dễ thương là gì? Một là cái tỷ lệ đầu với cơ thể nó phải cao. Mình sẽ thấy là người lớn của mình thì tỷ lệ của mình là 1:8, tức là đầu thì bằng 1/8 người. Nhưng mà các em bé là tỷ lệ 1:4, tức là đầu trông to hơn hẳn. Thì mọi người hình dung là vì một cái cơ chế sinh tồn, loài người cần phải sinh ra em bé, cho nên não của chúng ta đã trang bị một loạt những cái checklist để chúng ta nhìn thấy cái gì dễ thương thì chúng ta sẽ yêu thích hơn. Và đấy là lý do các ông bố bà mẹ dù là nuôi con rất là vất vả nhưng mà vẫn sẵn sàng nuôi chúng ta lớn lên. Điều này cho thấy mình rút ra một cái kết luận, đấy là từ khi ra đời thì chúng ta đã được mã hóa để lấy sự chú ý. Cái sự chú ý này trở thành cái bản năng sinh tồn. Chúng ta muốn lớn lên, chúng ta phải lấy sự chú ý. Bây giờ chúng ta sẽ move forward, chúng ta sẽ lớn lên. Có một cái giai đoạn trong lúc lớn lên cực kỳ quan trọng. Theo các cái theory of mind, những cái nhà nghiên cứu về tâm lý học từ những năm 50 thì cái theory of mind đã ra đời. Nhưng đại loại thì mình sẽ được tóm gọn cái giai đoạn egocentrism, là cái giai đoạn gọi là tôi là cái rốn của vũ trụ, tôi là to nhất. Thì đây là trong khoảng 6-7 năm đầu đời của chúng ta. Mọi người sẽ thấy là các em bé ở tuổi này, nếu mà có đi chơi với các em bé khác ấy, thì cũng tự chơi một mình. Nếu mà nhìn thấy cái gì thích ở trên TV ấy, thì sẽ nói là đây là của con. Thì cái giai đoạn này tất cả các bạn ngồi dưới đây đều trải qua, thì mình cũng trải qua. Mình luôn là cái này là của tôi, thế giới này là của tôi. Tôi sinh ra là tôi là trung tâm của tất cả mọi chuyện. Cái sự chú ý nó phải dồn về phía tôi, đúng không? Thì cái giai đoạn 6-7 tuổi này cực kỳ quan trọng, bởi vì nó giúp chúng ta bảo bọc về thế giới. Nhưng ngay sau độ tuổi 6-7 tuổi thì chúng ta bước ra khỏi egocentrism.
có một số người lớn thì lớn lên vẫn coi cái tôi của mình là cái rốn của vũ trụ, nhưng mà phần lớn là chúng ta bắt đầu bên cạnh có nhà hàng xóm, có con mẹ mình sẽ nói là con nhà người ta thế này thế kia, đi học bắt đầu thấy bạn có cái bút đẹp hơn mình, nhà bạn giàu hơn mình, hoặc là cái trường kia, trường quốc tế kia bọn nó học giỏi hơn mình. Tức là cái cảm giác về áp lực đồng trang lứa nó bắt đầu xảy ra với chúng ta, đúng không? Thì cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn mà khiến cho chúng ta mong muốn được hòa nhập. Thì nó lại kết nối với cái việc là khi chúng ta mới sinh ra, cái sự mà lấy chú ý vào người khác, cái việc mà làm thế nào để tôi hòa vào cái nhóm người này. Cô giáo cũng nói là có tận 60 mấy các cái câu lạc bộ, làm thế nào để tôi xin vào cái câu lạc bộ này đây. Thì mình nghĩ là các bạn, chính những bạn ngồi đây vào năm nhất đại học, các bạn lại ùa vào dòng đời và bắt đầu gặp cái áp lực này rất là lớn. Và cái sự mà lấy cái chú ý của người khác nó càng là một trong những cái mục tiêu sống còn. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến cái giai đoạn của hầu hết mọi người đang ngồi đây là năm thứ nhất, 18 tuổi, đúng không? Các bạn có biết tại sao 18 tuổi chúng ta bắt đầu đi học đại học không? Vào thế kỷ 19, khi mà cách mạng công nghiệp nổ ra, thì cái hệ thống mà dùng đến máy móc và những cái mai là những cái khu quặng khai thác than, nó đòi hỏi một cái lượng nhân công cực kỳ lớn. Và trong lịch sử trước đấy, cái lượng nhân công lớn này nó đến từ chế độ nô lệ, tức là rất là nhiều những người da đen phải làm việc cho người da trắng. Thì cái chế độ này bị bãi bỏ. Nhưng mà khi mà cách mạng công nghiệp ùa đến thì chúng ta không có nhân lực, chúng ta không có nhân công. Và ở thời điểm này cũng là cái thời điểm mà gọi là người ta, một cái vấn nạn là người ta sử dụng quá nhiều sức lao động của trẻ em. Những cái em bé bị sử dụng sức lao động quá nhiều cho đến tận năm 1933 thì mới có luật lao động và cấm trẻ em, không cấm nhưng mà yêu cầu là trẻ em không được đi làm quá sớm và quá lâu ở trong một cái công trường. Chỉ 16 tuổi trở lên thì mới chính thức là được chủ động để là ký kết hợp đồng lao động, tức là cách đây không quá lâu, mấy chục năm trước thôi. Và từ đấy cái định nghĩa 18 tuổi là tuổi trưởng thành để được lao động, đi học, làm việc, làm tất cả các thứ khác, nó được ra đời để phục vụ cho một cái nền cách mạng công nghiệp đã đặt đặt nền móng từ thế kỷ 19. Cho nên các bạn có thể lãng mạn hóa cái tuổi 18 của mình là tuổi trưởng thành, tuổi tôi tốt nghiệp cấp 3, bước vào trường đời. Nhưng mà về lịch sử mà nói thì đây nó chỉ là một cái mốc để các bạn chính thức đi làm và bước vào cuộc đời. Và từ đây thì mình nghĩ là tất cả các áp lực nó lại ùa đến. Làm thế nào để thành công? Là sinh viên thì làm thế nào để học giỏi? Ra trường xong phải kiếm được việc làm. Kiếm được việc làm đầu tiên thì có thu nhập cố định, rồi lập gia đình, rồi A, B, C, D, rồi ngày hôm nay ngồi đây thì mình nghĩ là cuộc đời còn đang mới tinh. Nhưng mà các bạn đã cảm nhận thấy là sớm thôi, cái đường này nó sẽ rất là dài. Đấy, thì mình muốn nói cả cái hành trình đời người cho đến 18 tuổi chỉ để nói một cái ý là cả cái cuộc đời của chúng ta là để dành, để lấy cái sự chú ý của người khác. Bởi vì đơn giản là chúng ta được lập trình từ lúc chúng ta còn nhỏ. Bởi vì đơn giản là chúng ta sống trong một cái cộng đồng, và hạnh phúc của mình thì là hạnh phúc của nhiều người. Mình đâu có phải học cho mỗi mình đâu, mình học cho bố mẹ mình học cho hàng xóm nhà mình học cho dòng họ của mình. Nếu mà mình đi ra ngoài du học thì có khi mình lại còn phải học cho cả quốc gia của mình nữa. Biết bao nhiêu cái áp lực khiến cho mình một mình phải tập trung dành cái sự chú ý của người khác. Nên là quay về với cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Đấy là, thế thì nếu mà chúng ta đã sinh ra đời với cái mục tiêu là lấy sự chú ý của người khác, thì làm thế nào để chúng ta phớt lờ người khác đây? Và thì mình nghĩ là đây là cái câu hỏi, đây là cái câu trả lời mà dành cho nhiều cái câu hỏi mà thì mình đã được hỏi. Làm thế nào để em làm một cái công việc mà em thích mặc dù bố mẹ em không thích? Làm thế nào để em muốn đi thi hoa hậu nhưng mà người yêu em không thích em thi hoa hậu? Thì trước tiên hãy hiểu rằng là cái việc nghe theo người khác hay là người khác đang nói với chúng ta ABCD là một cái việc bình thường. Nó cũng không phải là việc quá kinh khủng, cũng không phải coi nó là một cái chướng ngại vật trước mặt mình đâu các bạn ạ. Bởi vì chúng ta đã sống cùng với nó từ lúc chúng ta ra đời.
thì cái việc đấy cũng là việc rất là bình thường. Thì hiểu rằng là tại sao mình lại phải luôn cố gắng đến thế. Rồi, thế bây giờ nó về một cái ba cái tips mà Thuỳ Minh dùng để mà làm thế nào để phớt lờ. Cái nguyên lý đầu tiên là nguyên lý củ khoai tây. Giải thích cho mọi người củ khoai tây một chút xíu. Thuỳ Minh cũng là một người có cảm giác là hơi hướng nội. Mỗi lần đứng trên sân khấu, Thuỳ Minh luôn có cái cảm giác là muốn bỏ chạy. Mình luôn cảm giác không thể sẵn sàng đương đầu với đám đông. Và những cái sân khấu vì thế nó rất hay ở chỗ là mình đứng ở đây, nhưng mà hầu hết là mình sẽ không nhìn thấy ở phía dưới là ai. Chứ còn nếu mà ánh sáng thật là sáng thì mình lại có một chút sợ hãi. Đấy. Thì lúc mình vào nghề và bắt đầu đứng trên sân khấu thì có một cái người tiền bối của Thuỳ Minh có nói một cái câu là: nếu mà em quá run thì hãy coi tất cả những người ở dưới là những củ khoai tây. Tức là theo nghĩa đấy, nó không phải là ngữ đen nhưng theo nghĩa bóng, tức là họ có biết bao nhiêu việc, chưa chắc họ đã quan tâm đến mình đến thế đâu. Thì cái tip về củ khoai tây nghĩa là sao? Mình cứ ngay lập tức lên, mình đã muốn là người ta chú ý vào mình, người ta phải thích mình, trong khi người ta có bao nhiêu việc phải lo, chứ nói chắc người ta đã kịp nhớ là hôm đấy mình mặc cái áo màu gì, đúng không? Cho nên là nguyên lý củ khoai tây là sao? Là họ không có nhiều cảm xúc với bạn thế đâu, họ cũng chả soi bạn đến thế đâu. Cho nên là sau đấy cái việc đứng lên sân khấu hay là đứng giữa đám đông, mình cố gắng nói một thông điệp, nếu mà nó đủ hay mọi người nghe, còn không thì cũng không sao. Đừng bao giờ bước ra một chỗ, đừng bao giờ chưa thử nói chuyện với mẹ mà đã nghĩ rằng là mẹ tôi sẽ không thích điều này đâu, bởi vì mẹ tôi rất là cổ hủ, mẹ tôi sẽ không thích tôi đi thi hoa hậu đâu. Mình hãy tách cái cảm xúc của cái người mà mình chuẩn bị đối mặt ra. Còn đến cái chiêu thứ hai mà Thuỳ Minh hay dùng thì nó gọi là nhắn tin đồng đội. Cái sân khấu và rất nhiều thứ trong cuộc đời này nó vạch cho chúng ta một cái đường biên, đúng không? Một trong những cái chiêu của những cái MC mà bạn bông tiết vừa rồi là ấy, là mình thử đi xuống dưới. Thì cái đấy nó là trông thế thôi, nhưng mà về não bộ của nó rất là hay. Đấy là nếu mà như thế này thì chúng ta là hai chiến tuyến, nhưng mà nếu mà Thuỳ Minh đứng xuống dưới thì chúng ta là đồng đội. Nếu mà đứng trên này và đi ra thì phải nghĩ rất là nhiều về việc là mình phải mặc quần áo gì. Nhưng nếu mình hỏi là: các bạn ơi, gần đến giờ trưa rồi, đã bụng bạn nào réo chưa, chứ Thuỳ Minh thì cũng hơi đói rồi, thì tự dưng là chúng mình lại là một. Thì cái việc là hãy luôn nhìn về phía người khác để biết là người ta cũng như mình. Nếu mà bạn phải đối mặt với mẹ trong một cái quyết định cực kỳ quan trọng cuộc đời, hãy tự đứng về phía mẹ của mình. Đứng là cái sai thôi. Bạn nuôi con bao nhiêu năm, bạn có muốn con mình bước vào một cái gì đấy rất cam co không? Không muốn. Nhưng nếu đấy là hạnh phúc của con mình, bạn có đồng ý không? Đó. Thì mình cảm giác rất nhiều bạn trẻ đang ở cái vòng egocentrism của chính mình. Mình là cái rốn của vũ trụ, mà thỉnh thoảng quên đi xuống thế giới, vượt qua cái ranh giới này, thử xem là bố mẹ mình, bạn bè của mình, thầy cô của mình, họ cảm thấy thế nào. Thì cái việc này nó khiến cho bạn có muốn phớt lờ người khác ấy, nó cũng trở thành một cái gì đấy rất là bình thường. Thì giống như là một số người rất là buồn đi toilet, nhưng mà mình cũng phớt lờ đi, mình quyết định là mình ngồi lại nghe hết. Cũng rất là nhiều người bạn sẽ thông cảm với điều đấy. Bản thân diễn giả đứng trên đây cũng nhiều lúc rất là muốn chạy vào toilet, nhưng mình vẫn nán lại được, bởi vì mình cảm nhận được cái nỗi đau chung đấy của mọi người. Thì cái việc cố gắng chuyển từ mình là một thứ mọi người dồn vào, target vào, nhắm tới, hòa lại với mọi người. Thì đấy là cái tip thứ hai thì mình hay dùng. Trên sân khấu thì mình rất hay nói câu là: tại vì trời lạnh chẳng hạn ấy, thì ai mà chẳng thấy lạnh. Đói thì ai mà chẳng thấy đói. Thì mình rất hay nói: ôi hôm nay lạnh quá, ở dưới mọi người có lạnh không? Thì ngay lập tức người ta không có, người ta không soi mình nữa. Mình thấy là ôi, thì mình để cũng bình thường như chúng ta thôi, cũng biết lạnh mà. Mình đói cũng như vậy. Mình băn khoăn suy nghĩ, mình lo lắng tuổi trẻ của mình đã vất vả như thế nào để mà tách được cái vỏ ngoài ra để trưởng thành. Hay là giả sử như là một cái người hơi khác lạ quá, làm những thứ khác lạ quá, mình tách được ra, mình đứng chung với mọi người, vì mình biết là rất nhiều người cũng khác lạ như mình. Đấy, thì đấy là cái cách thì mình đã dùng để mà phớt lờ. Nhưng có một cái điều cuối cùng, một cái chiêu cuối cùng mà thì mình tin là mọi người có thể dùng được, nó tên là
the cocktail party effect. Mọi người có để ý là khi mình đến một cái bữa tiệc có rất là nhiều người nói ồn ào, nhưng mà mình mà thích một cái ai đấy, mình nói chuyện, mình vẫn nghe thì rất là rõ người ta nói. Mọi người có biết cái cảm giác là mọi thứ rất là ồn. Ví dụ trong cái tập gần nhất thì mình phỏng vấn chị Hà Trần, thì bên cạnh là một cái công trường ồn một cách kinh khủng, đúng không? Nhưng mà chắc là do mình tập trung nói chuyện với chị thì mình không nghe tiếng ồn nữa. Và mình cảm giác là nếu mà khán giả của mình xem cái tập podcast đấy, nếu mà xung quanh có rất là ồn nhưng mà họ đang tập trung chú ý vào nội dung của hai người nói, thì người ta sẽ thấy cái tiếng ồn xung quanh nó mờ đi. Thì não của mình nó lọc cho mình những cái tiếng nói và những cái thanh âm cần thiết. Vì thế tại sao cái effect này nó lại cực kỳ quan trọng cho cái việc là phớt lờ người khác? Bởi vì nếu mà bên trong bạn có một cái tiếng nói nó đủ to, nếu mà bạn biết rất là rõ bạn muốn làm gì, bạn định làm gì ấy, thì tự dưng cái tiếng nói đấy nó sẽ quyết định bạn đi đâu, làm gì, chọn làm gì tiếp theo. Nhưng phần lớn, như thì mình đã chia sẻ từ đầu, chúng ta hay bị lấy sự chú ý của người khác. Chúng ta hay nghe thấy những cái tiếng con nhà người ta ở phía xung quanh. Chúng ta lớn lên đến tận 18 tuổi và đến tận sau này nữa, thì những cái tiếng nói của người xung quanh và xã hội quá quan trọng. Chúng ta không tách rời được nó. Quay lại, thực ra tất cả con đường đều dẫn về thành công, thì mình nghĩ là tất cả các diễn giả hôm nay đều muốn nói với các bạn duy nhất một điều thôi: lắng nghe cái tiếng nói ở bên trong mình. Nếu cái tiếng nói đấy nó càng rành mạch, nó càng rõ ràng, nó càng có đầy đủ lý lẽ, thì tự dưng theo cái cocktail party effect, chúng ta sẽ nghe thấy nó duy nhất. Những cái âm thanh khác nó tồn tại, nó sẽ mờ đi. Nên thực ra phớt lờ người khác không phải là một chuyện xấu, chỉ là tự dưng bạn đã phát minh ra một cái nút mà bạn có khả năng vặn nhỏ những cái tiếng nói không cần thiết lắm trong một giai đoạn, để chỉ nghe thấy tiếng nói của mình. Vì thế bạn có thể trở nên dũng cảm hơn, bạn có thể không lo lắng gì. Và mình tin là nếu mà cái tiếng nói của bạn đủ mạnh, bạn có thể sống thật nhiều cuộc đời các bạn muốn, many micro lives. Bạn có thể học càng nhiều bạn muốn, bạn có thể đạt đến cái gì mà bạn hoạch định cho chính bản thân mình bằng chính cái tiếng nói của mình. Và đây cũng là cái lời kết của Thuỳ Minh đến ngày hôm nay.